Mercedes-AMG SL43 được phát triển dựa trên cấu trúc hoàn toàn mới. Tại Việt Nam, xe được trang bị gói ngoại thất AMG Night Package và AMG Night Package 2. Với gói trang bị này, nhiều chi tiết trên AMG SL43 được chuyển sang màu đen như lưới tản nhiệt, viền bên, cản trước, ốp gương và phần trang trí trong đầu tán khí phía sau. Ngoài ra, phần ống xả cũng được làm tối màu. Mẫu xe mui trần Mercedes-AMG SL43 sở hữu kích thước tổng thể dài rộng cao, lần lượt là 4.702, 1.915, 1.362mm và chiều dài cơ sở đạt 2.700mm. Mâm xe là loại 5 chấu kép với đường kính 20 inch. Nội thất của AMG SL43 vẫn duy trì cấu trúc giống như những mẫu Mercedes-AMG SLV8 từng ra mắt trước đó. Xe được trang bị màn hình có kích thước 12,3 inch, ở sau vô lăng cùng màn hình cảm ứng có kích thước 11,9 inch, được tích hợp hệ thống thông tin giải trí MBUX mới nhất. Cả hai màn hình này đều có thể được cá nhân hóa cùng với trang bị bề mặt chống lóa do ánh mặt trời. Hãng xe Đức cũng trang bị cho mẫu xe mui trần này thêm một tùy chọn với tính năng hiển thị 3D giúp tăng tính tiện nghi cho người lái. Hệ thống mui trên Mercedes-AMG SL43 có thể đóng mở trong vòng 15 giây kể cả khi xe đang chạy ở tốc độ 60 km/h. Theo Mercedes, khoang hành lý phía sau của xe có thể để vừa hai túi gôn ngay cả khi mở mui, lúc hệ thống mui đã thu vào bên trong khoang hành lý. Trái tim của Mercedes-AMG SL43 là khối động cơ 4 xi lanh mã E139, có dung tích 2.0 lít sản sinh công suất 381 mã lực và 480 Nm mô men xoắn. Sức mạnh của khối động cơ được truyền qua hộp số tự động 9 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau. Theo như Mercedes công bố, AMG SL43 chỉ mất vỏn vẹn 4,9 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h. Điểm nhấn của khối động cơ E139 trên Mercedes-AMG SL43 là nó được ứng dụng công nghệ cực kỳ tân tiến, mà hãng từng phát triển dành riêng cho đội đua Mercedes-AMG Petronas để dùng làm lợi thế chiến thắng trong những giải F1 khắc nghiệt. Theo đó, bộ turbo tăng áp này được kết hợp cùng với một motor điện 48V có độ dày chỉ khoảng cm, rất nhỏ gọn, được gắn trực tiếp vào trục nối giữa máy nén khí cùng tuabin. Tác dụng của motor điện này sẽ giúp loại bỏ độ trễ turbo bằng cách cho phép máy nén quay ngay cả khi chân người lái không đạp ga, khiến độ nhạy khi tăng tốc luôn được đảm bảo được tức thì. Mercedes-AMG SL43 có 6 chế độ lái gồm Comfort, Slippery, Sport, Sport, Individual và Race, đi kèm với 6 tùy chọn màu sơn ngoại thất như vàng Sun, xanh Hyper, đen Obsidian, bạc Hightech, xanh Spectre và xám Selenite.